Này mình làm lưỡi là gì bén vậy? Ừ. Lưỡi nó mua về mình xài luôn đó. Mua về xài luôn. Mua về xài luôn hả? Ừ, cắt cái chập về nó lục rồi mình nó giữa lại. Của bác này nó mua về cắt nó muốn đứt chứ chứ. Thì cũng đem ở đây giữa rồi chưa? Giữa lại hả? Giữa bằng máy hay là giữa tay? Giữa tay. Thì cũng chắc ở đây đi giữa giùm luôn. Đây chiều chiều kia cũng sách ra được. Ừ. Đây 4 thị hả? Hả? Này 4 thị cái gì? Nhớ cái hả? Hay gì? Máy á. Máy này máy Trung Quốc. Biết rồi mà chạy 4 thị phải không? Chạy nhớt cái hả? Ừ, chạy nhớt rồi, nhớt nhớt gì phải không? Nhớt cách cho nó nhớt 2 thị á. À. Chứ chạy 4 thị. Chứ không phải xăng pha nhớt hả? Xăng pha nhớt luôn. Vậy đó. Máy Trung Quốc mà cắt đỡ vậy ta. Này. Cắt cũng lâu dữ lắm rồi đó. Nó cũng cũ rồi, cắt cũng lâu dữ rồi. Mấy năm rồi máy này? Cũng cắt năm rồi nè. Cắt năm mà muốn banh mạng cái rồi. Ngồi xin lên năm con sai con đôi chỉ đấy mà. Đây cái này mua nhiêu rồi? Máy này Lam Sơn luôn thì 2,4 triệu. Còn cái đầu không có 1,8 triệu à. Trung Quốc mà. Bén ghê trời. Đũa lại. Của em có một cái mà nó bén cưa hờ chắc. Chị chiều anh gánh cho giữa giữa giùm ra. Giữa giữa cái giữa của ông hai, cái máy của ông hai lực nhấp. Máy nó cưa cây muốn đứt nữa. Cưa củi nhỏ nhỏ không mà muốn xịt khói luôn. Thì giữa như đây giờ giữa lại. Giữa đâu? Mới chiều về đem lại tôi giữa cho. Đũa lại bén dữ lắm. Rồi cắt cái gì xin mới vậy. Cái này có pha nhớt không? Pha. Đổ đổ bên ha, nhất bên căng nhớ pha chung vô 100. Về rồi về của em là nhất bên căng bên à. Căng nhớ pha vô mới chạy bên, còn này nhất riêng à, nhất này nhất ra làm nhất bỏ. Còn căng phải pha nghe, không pha chạy banh máy á. Dạ. Xe xong có pha nhất rồi. Dạ. Pha chạy vài bữa banh cái nòng luôn. Chạy ổn. Chạy bên à. Chạy cắt củi ngày hôm qua đâu có pha nhất, pha gì đâu hả? Tưởng đâu cái máy 4 thì mua một chai nhớt đó về khoa 10 ngày tưởng, là... hai thì mà tưởng đâu cái máy 4 thì á, tại vì thấy cái chỗ nó đổ nhớt riêng á. Đâu có là nhớt nó nhớt Nam. Nhớt Nam hả? Ờ, này. Không lại đổ nhớt Nam không á. Trời ơi, nhớt Nam không chạy banh cái máy luôn đó chứ. Hàng dây máy mới mua mà thấy muốn xuống rồi. Cắt đợt trước có biết có đổ không biết à. Cắt đổ cắt có cưa cái nhánh này đổ. Có giờ về mua nhớt pha vô đi. Đổ vô hai nắp nhớt vô cái bình đó. Nghe là xăng á. Một cái thứ hai là một ly là một ly cà phê vậy. Có mà một ly uống rượu phải không? Ừ. Nhớt nữa. Cái mua mẹ nó 12 lít xăng. 12 lít xăng là chế chai, còn mấy mua 4 lít nó chạy nhớt 2 tháng. 4 lít giờ mình chia ra làm 4. Này chạy có nhiêu đâu lít chia rồi, dữ lắm rồi các tuổi. Không chỉ 3 lần thôi. Không biết đâu anh gửi ông đi Sài Gòn, ông mua ông có xài đâu, ông để bỏ ở nhà. Cái bình này là bình nhớt cũ mà mình chạy cho ra làm nè. Vậy đó hả? Ừ. Còn mình pha xăng chung vô nhớt này. Em đâu biết đâu em quốc chạy quốc trời ơi, ghét luôn mà. Cũng vài bữa banh cái mình nồng luôn. Chạy ngày lắm là 3 bữa là một đứt cái nồng. Chạy đưa mình chạy ngày một banh à. Em chạy có ít hả? Chạy qua chạy cắt củi hôm qua chừng tiếng hồ không? Tiếng à. Tới đâu xíu à. Đưa mình cắt ngày một banh sát. Chạy ngày banh banh tiền banh. Ngày này sao sắm cái máy Nhật xài đi trời. Hả? Ba cái máy này chỉnh xịn đi. Nghĩa địa chạy cũng mau hơn. Nghĩa địa mua cũng hên xui lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Mua mẹ Trung Quốc này mình mua trong thùng mình về cái nào nó cũng như cái nấy. Kiểu nó trong thùng mà. Ủa mà anh mới mua ngày hôm qua em kia gì? Mới mua đem về chạy được có mấy cây đâu hư rồi. Không biết pha nhớt gì đó bằng cái đem đi bảo hành nó chịu bảo hành gì nó tại ông thứ nặng rồi pha nhớt không pha nhớt banh nồng rồi pha từ lưa hết trơn lẽ mua nó mới nói nó không chỉ đâu không chỉ hả chỉ chứ không chỉ gì không nó có mình thường thường dễ gì không chỉ hỏi nó không đều á mày hỏi nó chứ mình không hỏi không ấy chế một bình xăng này nè giờ trăm bình xăng này cái chai nhớt của mình đó rót ra 3 nắp nó đổ vô 3 nắp của cái chai á 3 nắp 4 nắp gì đó vậy đó.
chai đâu 80, 8 mấy ngàn gì đó. 85, 90 cũng không trời. 95 cũng không trời. Cho nó nhiều rồi. Để dành pha chạy biết chừng nào hết. Mà chạy 2 thì á. Cứ buổi. Ừ. À, mua 4 thì đi. Mua 2 thì á, chạy 4 thì, chạy 4 thì cũng không được. 2 thì. Ừ. Mới mua 2 triệu mấy. Mua anh không mua bỏ.